Đây cháu quay cho con máy xem nó gần. Con máy này này thì cái bô của nó là cải tiến và cái thế hệ máy đây này GX200. GX200 là 6,5 sức ngựa. Thì cái bô này thế hệ cải tiến mới nhất của Honda. Thì nó dùng là cái nọc giấy ở trong, thì ở ngoài nó có một lớp mút đây này, nọc giấy thì cháu tháo ra cháu cho xem đây này. Đây. Nó hơn hẳn, cải tiến hơn hẳn luôn những cái dòng máy cũ trước kia mà cháu giới thiệu. Đấy nhá. Ở ngoài thì nó có một lớp xốp nọc bụi nhá. Đấy, thế xong thì ở trong nó có giấy này, nó nọc giấy này. Đấy, thì máy nó khỏe hơn và nó bền bỉ hơn, mạnh hơn. Nó thay thế toàn bộ, bởi vì giờ nó là cái dòng cải tiến, bọn cháu bây giờ đang bán cái này là dòng máy với lại bô là cải tiến mới. Vẫn là Honda GX. Nhưng mà nó cải tiến nó giống như kiểu như mình bị không cái đấy nắp ở trên. Đây này, nó nọc bụi thì nó sẽ đóng bụi vào những cái này này. Đấy, ba cái màu đỏ này nó đóng bụi vào cái cốc này này. Đấy. Nó giống như mình ngày trước mình đi xe Pilcher, giờ nó ra Pilcher đời bao nhiêu rồi đấy. Thì nó mỗi năm nó cải tiến một lần đấy. Đây là cái thế hệ máy mới nhất. Con này làm sướng. Con này làm sướng lắm. Mà cái tay này nó có thể là quay chéo sang bên trái bên phải được, mà nâng cao nâng thấp được. Hôm nào xuống cháu sẽ trình diễn cho con này. Con này xem chắc chắn là xã viên nhiều người thích. Ừ, cả cái máy phun vôi nữa. Không có ý cháu xuống, cháu sẽ trình diễn. 10 tiếng. Em xin đưa anh về quê hương yêu dấu. Em xin đưa anh về quê hương tuyệt trần. Đèn trăng treo tút trên cao, ánh sao trưng muôn ngọn nến lập lòe đom đóm hoa đăng, rước dâu em đi vào làng. Em theo anh đi về quê hương ta sống. Em theo anh đi về tình quê hương mặn nồng. Đồng xanh như gái chưa con, lúa nhung xôn xao chào đón. Bầy chim nghệ sĩ khoe khoang, thấy em đua nhau hòa đàn. Đường che mắt đôi ta có con chim.
chỉ lối vườn cao thơm ngát hương hoa hỡi em theo anh vào nhà mở ra cho cái cầu, dắt lên. Mỗi người một con về chạy bưởi, xong rồi bón phân. Mưa rồi. Cầu để lấy ra lấy cầu. Đấy, hai con thì về, ai lấy con nào đấy. Như nhau.